Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Cõng con vào quan trường. Dưới chế độ này, hầu hết con cái các vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đều có những bước thăng tiến thần tốc trên con đường quan lộ. Một vài trường hợp điển hình như Nông Quốc Tuấn, con trai của ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Chiết, con trai út của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Lê Trương Hải Hiếu là con trai của Lê Thanh Hải, Nguyễn Nhân Trinh là con của Bí thư Nguyễn Nhân Chiến, vân vân, đã được nhà văn Phạm Đình Trọng phân tích trong bài viết với tựa đề Cõng con vào quan trường, được chia sẻ như sau. Ở buổi khởi sự khi cấp chính quyền mới chỉ là mưu đồ, những người cộng sản còn tay trắng thì tổ chức thanh niên cộng sản thực sự là nơi giáo dục lý tưởng cộng sản, rèn luyện và thử thách lớp người trẻ để đưa họ vào con đường cách mạng cộng sản. Những người cộng sản Việt Nam lứa đầu tiên được giáo dục lý tưởng và kỹ năng cách mạng chuyên nghiệp trong tổ chức thanh niên cách mạng Đồng Chí Hội do ông Nguyễn Ái Quốc, người mang bạo lực cách mạng vô sản về Việt Nam, dựng lên. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Ái Quốc, người mang chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam. Kỹ năng cần thiết hàng đầu của cách mạng vô sản là tuyên truyền. Điều được tập trung tuyên truyền cao nhất là mục tiêu chiến đấu hy sinh vì dân, vì nước của những người cộng sản. Tất cả chính quyền về tay nhân dân, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vân vân. Chỉ là thứ bánh vẽ, là mồi câu dẫn dụ người dân theo họ, giao thân phận cho họ sử dụng làm công cụ, giành và giữ chính quyền. Khi những người cộng sản đã cướp được chính quyền, cướp được quyền lợi của dân, của nước, thành của riêng họ, thì tổ chức thanh niên cộng sản chỉ còn là nhà trẻ, là nhà chờ, đưa con cái các quý ông, quý bà vai vế trong Đảng Cộng sản lên bệ phóng quyền lực. Thâu tóm được toàn bộ quyền lực của dân trong nước trong tay, chính quyền sẽ đưa được những người cộng sản chuyển giao từ cộng sản cha sang cộng sản con như gia bảo nòi giống cộng sản. Đám con kém cỏi, ham chơi, lêu lỏng, bất tài, không có năng lực làm việc, không biết làm việc và cũng không cần, không muốn làm việc giúp ích cho đời, không tự đi tìm chỗ đứng trong xã hội, liền được ông bố nắm quyền lực trong đảng, cõng vào hệ thống quyền lực, đặt vào vị trí lãnh đạo tổ chức đoàn thanh niên cộng sản. Từ đây bắt đầu con đường công danh thần tốc với cậu ấm cô chiên của những đấng bậc bề trên trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Gã trai miền rừng Nông Quốc Tuấn không có được đầu óc sáng láng để học chữ đến nơi đến chốn, không thể vào đời bằng con đường học vấn trí tuệ, lại không chí thú. Bản thân học lấy một nghề tinh nuôi gia đình. Nhưng khi Nông Quốc Tuấn vào đời, ông bố là Nông Đức Mạnh mới chỉ là quan chức cấp phó ở tỉnh miền núi và ông phó chủ tịch tỉnh Bắc Thái. Nông Đức Mạnh chỉ dành được cho cậu con không học vấn, không nghề nghiệp, chỉ có thể làm được những công việc cơ bắp phổ thông, được một suất xuất khẩu lao động, mang sức lao động của người Việt ra bán rẻ trên thị trường thế giới. Đây là hình ảnh Nông Quốc Tuấn, con trai ông Nông Đức Mạnh, ban đầu đi xuất khẩu lao động tại Cộng hòa Dân chủ Đức, sau khi về làm bí thư đoàn thanh niên tỉnh Bắc Giang trước và tiến sâu vào hệ thống chính trị cấp cao của Việt Nam. Bán sức lao động ở thị trường thế giới được giá hơn làm thuê trong nước rất nhiều, đã mở cho ông Tuấn con đường của đời rộng rãi, sáng sủa, tốt đẹp hơn rất nhiều so với đám trẻ con, dân thường phải chạy xe ôm, làm thợ, dầu mưa, dãi nắng, bụi bặm, nhặt những đồng bạc vụn trong may rủi, phập phù. Con đường công danh thanh thang của chàng thanh niên miền núi Nông Quốc Tuấn, không học vấn, không nghề nghiệp, phải ra nước ngoài làm thuê, bỗng mở ra chói lọi cùng bước ngoặt thăng tiến của ông bố Nông Đức Mạnh. 7 năm, ông Tuấn cặm cụi làm thuê ở miền Đông Đức, cũng là 7 năm ông bố Tuấn len lỏi tìm đường thăng tiến trên con đường quyền lực. Leo lên được chiếc ghế bí thư tỉnh ủy, vào được trung ương đảng, vào được nhóm quyền lực cao nhất trong đảng và con đường về xuôi đảm đương những trọng trách quốc gia ở triều đình Đảng Cộng sản Việt Nam mở ra trước mắt. Ông bố bí thư tỉnh ủy của ông Tuấn liền gọi cậu ta đang bán sức lao động cơ bắp ở Đức lập tức về nước. Và tổ chức đoàn thanh niên cộng sản Bắc Thái là nhà trẻ, nhà chờ trước khi Tuấn được đưa lên bệ phóng quyền lực là bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam. Ông bố Nông Đức Mạnh làm chủ tịch Quốc hội thì ông con Nông Quốc Tuấn là bí thư Trung ương Đoàn kiêm chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ông bố Nông Đức Mạnh làm tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thì con Nông Quốc Tuấn làm phó bí thư rồi bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, một vị trí đảm bảo chắc chắn cho Tuấn chiếm một chiếc ghế ban chấp hành Trung ương Đảng. Đây là hình ảnh nguyên tổng bí thư Nông Đức Mạnh tiếp bí thư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trong căn nhà dát vàng, một thời gây sửng sốt trong dư luận tại Việt Nam. Đại hội lần thứ 10 vào tháng 4 năm 2006, khi ông con
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Nông Quốc Tuấn vào Ban chấp hành Trung ương Đảng thì ông bố Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh mãn nguyện về hưu, hưởng những lợi quyền lực tột đỉnh, ưu đãi suốt đời, nhưng đặc quyền với mảnh đất kim cương 600 m² ở bên Hồ Tây cũng như vậy. Những mảnh đất ở Hồ Tây linh thiêng, lung linh sử vàng, đến thời Cộng sản thành đất ô trọc với những căn biệt thự kịch cỡm của đám quan lại kích xù tham nhũng trong triều đình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Tổng Bí thư xuất thân từ cánh rừng già, Na Rì, Bắc Cạn, chỉ quen những phong trào quần chúng, liền phát động phong trào toàn đảng học tập đạo đức Hồ Chí Minh. Đến thời ông Nông Đức Mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam mới chính thức và rầm rộ mang ông Hồ Chí Minh ra làm liều thuốc an thần, du ngủ người dân quên đi đói nghèo, quên đi tội lỗi của đám quan chức bất tài và đầy tham nhũng. Xối xả đổ tiền, thuế của dân nghèo, của người dân cả nước để dựng tượng đài ông Hồ Chí Minh từ trung tâm đô thị ánh sáng cho đến góc rừng heo hút âm u với những tượng đài trăm tỷ, nghìn tỷ nối đuôi nhau. Tượng đài sau phải hoành tráng hơn tượng đài trước, vì thế cũng tốn kém, xa xỉ lố lăng hơn tượng đài trước. Miệng hô hào cán bộ đảng viên học tập đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng lưng Nông Đức Mạnh âm thầm cõng cõng ông con, không học vấn, không nghề nghiệp và trốn quan trường cấp cao của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam để tiếp tục cai trị nhân dân. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nêu một tấm gương sáng chói cho toàn thể đảng của ông ta, tạo ra thời kỳ toàn đảng từ trung ương đến địa phương học hỏi và làm theo phiên bản quan đảng Nông Đức Mạnh cõng đứa con không học vấn, không nghề nghiệp Nông Quốc Tuấn vào quan trường. Ở trung ương, cậu ấm và Bí thư Lê Thành Hải, người phó Bí thư Nguyễn Văn Đua của thủ đô kinh tế Sài Gòn, nay có tên Thành Hồ, đều gửi cậu quý tử là Lê Trương Hiếu Hải và Nguyễn Việt Quế Sơn vào nhà trẻ của Đảng bộ Sài Gòn là Thành Đoàn. Lê Thanh Hải chẳng cần ra triều đình cũng leo lên tột đỉnh quyền lực của Bộ Chính trị, thì Lê Trương Hải Hiếu, Nguyễn Việt Quế Sơn đâu cần ra trung ương đoàn. Thu ngân sách một quận của thủ đô kinh tế Sài Gòn còn lớn hơn thu ngân sách của cả tỉnh rộng lớn, đất rộng người đông như Nghệ An. Làm quan cấp quận ở thủ đô kinh tế Sài Gòn còn màu mè quyền uy hơn rất nhiều làm quan cấp tỉnh ở nhiều nơi khác. Trên lãnh địa quyền lực, Lê Thanh Hải và Nguyễn Văn Đua còn được đảm bảo sự hành thông quan lộ cho hai cậu ấm Lê Trương Hải Hiếu và Nguyễn Việt Quế Sơn. Đây là hình ảnh Nguyễn Nhân Trinh có bằng cử nhân cờ vua, được bổ nhiệm làm bí thư thành phố Bắc Ninh, con trai ông bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến. Và bệ phóng Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã đưa Hải Sơn vào trốn quan trường, khởi đầu từ chủ tịch quận, phó bí thư quận ủy để dự kiến tiếp tục trèo cao vào hệ thống chính trị cấp tỉnh, cấp trung ương của Việt Nam. Ở Bắc Ninh thì ông Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến đã rải con cháu và họ hàng vào khắp các ghế quyền lực trong tỉnh, nay lại học theo phiên bản Nông Đức Mạnh, Nông Quốc Tuấn. Cậu con trai Nguyễn Nhân Trinh tốt nghiệp đại học thể dục thể thao chuyên ngành cờ vua, không tài cán, không đóng góp, không công lệnh, chưa có thực quyền tế một ngày chính trường, từ nhà trẻ của Đảng bộ và Tỉnh đoàn Bắc Ninh đã được đặt lên chiếc ghế đầy quyền uy là Bí thư Thành ủy Bắc Ninh. Điều này như một sự xúc phạm khinh bỉ đối với những người dân mảnh đất trai tài gái sắc Kinh Bắc. Người dân Bắc Ninh hết sức bất bình, báo chí cả nước đồng loạt lên tiếng, ông Nguyễn Nhân Chiến đành phải lùi một bước tính lại chiếc ghế quan trường cho cậu con Nguyễn Nhân Trinh. Dựa vào Nghị định số 24/2014, quy định các cơ sở cấp tỉnh không được quá 3 phó giám đốc, ông Chiến tìm cách đẩy bớt một phó của Sở Lao động Thương binh Xã hội đi chỗ khác. Toan tính trong đầu, dàn xếp của đám quan chức đàn em trong tỉnh xong, ông Nhân Chiến cõng ông con Nguyễn Nhân Trinh rời ghế Bí thư Thành ủy Bắc Ninh đưa sang Sở Lao động và Thương binh Xã hội, đặt lên chiếc ghế phó giám đốc sở. 6 tháng sau, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đinh Văn Duân về hưu, ông con Nguyễn Nhân Trinh ngồi ghế phó chưa ấm chỗ, liền sẵn sàng tót lên ghế giám đốc thay ông Duân. Người dân cả nước lại một lần nữa tròn mắt kinh ngạc về mức độ tận cùng của vô liêm sỉ, tận cùng của trắng trợn của ông quan Đảng Cộng sản Việt Nam, đất văn hiến Kinh Bắc, Nguyễn Nhân Chiến. Và chừng nào Đảng Cộng sản Việt Nam còn tồn tại, thì sẽ còn tiếp tục xảy ra những điều bất bình trên cả nước. Người dân cuối cùng sẽ là nơi phải chịu thiệt thòi nhiều nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de với bản tin Cõng con vào quan trường. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và ấn nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn
và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de